Thế nào? Chúng mày đã biết các bố chúng mày là ai chưa? Tụi bay biết điều á thì biến. Úi dồi ôi. Lại đánh nhau à? Thôi có gì hai anh cứ về đi. Khi nào có thời gian đến bọn em đền nhá. Rồi vâng, sẽ quay lại. Bọn em sẽ bù cho các anh sau. Bọn anh về nhá. Úi dồi ôi, các anh ơi, úi dồi ôi, em xin các anh, em lạy các anh. Ở đây chúng nó đâm chém đánh giết nhau liên tục ý. Các anh thông cảm nhá. Thông cảm cho em. Úi dồi ôi, anh Thái, thông cảm cho em. Này dạ. Đào Lê Tuyết Hồng đâu? Lên đây dọn dẹp. Dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Anh thôi, thông cảm đi nhá. Hết hứng rồi. Ơ sao lại hết hứng? Tiền đây. Lúc khác tụi này sẽ đến. Thế anh không ở lại à? Thôi anh về nhé. Ông lại nhà. Không ở lại mà vẫn cứ cho tiền đi. Nhiều tiền quá. Dọn dẹp đi. Dạ vâng. Đứng đi. Không vấn đề. Kia. Này dậy đi. Chỗ của mày. Dậy. Dậy đi. Anh muốn ngủ ở chỗ này cho tao 9 ít tiền. Có tiền không? Tôi không có tiền. Không có tiền. Tôi không có gì cho ông hết á. Xem tí nào. Khó cho phép nhỉ. Ở đây với bọn anh nhé. Ông mà láng tránh tôi hét toán rồi bây giờ. Hét toán lên. Này. Cái giờ này người đứng đắn ý, không ngủ ở đây. Cầm lấy. Ở đây ngủ với bọn anh nhá. Đại ca. Hả? Không có gì ạ. Không có gì à? À, hay là nó để tiền xuống người. Đúng rồi, nhất định nó để tiền xuống người từ đại ca. Bỏ ra đây. Bỏ ra đây. Con này lão. Lão quá. Mày cho. Đúng rồi, cho nó một trận. Mày. Đại ca. Hình như là có người đang đến đại ca. Gãn xương ở sở đất kìa mày. Gãn xương ạ. Gái ăn xương hả? Gái ăn xương cũng không đến lượt chúng mày nhớ. Nhìn người ta khổ sở thế kia mà chúng mày còn định ăn chặn à? Có giỏi thì đến mấy cái tiệm nhà giàu hoặc là ra chợ Đồng Xuân mà kiếm chắc nhá. Hồng hồng tuyết tuyết. Vào đi. Có chuyện gì đấy? Đại ca. Ngài Dipra sai tôi mang tới cho ông ít tiền để ngày mai ông mua sắm quần áo và chi tiêu trong những ngày ở Hà Nội. Chuyện lời của tôi, cảm ơn ông Dipra rất nhiều. Vâng, tôi sẽ chuyển lời ông. Đại ca, ra kia có chuyện cần bàn. Có chuyện gì thế? Thưa đại ca, vừa nãy thằng đệ tử của em báo rằng nó gặp một người phụ nữ trùm khăn sọc đen trắng, nói giọng Nam Bộ ở ngoài bờ hồ ạ. Lâu chưa? Sao mày không nói ngay với ta? Em biết đại ca đâu mà báo. Tất cả những điểm ăn chơi của tao ở đất Hà Thành này mới có lạ gì nữa. Vâng, lần này em đã có lỗi với đại ca. Tội lỗi gì? Đi theo ta. Dạ. Cô gái nói giọng Nam Bộ đi đâu rồi? Mà cô gái xinh xinh ấy. Xinh cái nỗi gì? Ăn mặc thì sập sệch, người thì hôi mù ra. May mà có em ý, không thì bị bọn bụi đời nó dần cho ra bã rồi. Bây giờ cô ấy đi đâu rồi? Em làm sao mà biết được? Vậy cô ấy đi về hướng nào? Hình như đi về phía Long Biên hay sao ấy. Mà tài thật, không biết nó là người thế nào mà nhiều người hỏi thăm thế không biết. Chị ơi, cho em hỏi thăm, đây có phải nhà bà Mão không chị? Bà Mão buôn chuyến phải không? Dạ phải. Bà ấy đi chiều nay rồi.
Đi đâu hả chị? Thì mang hàng ra ngoài kia chứ còn đi đâu nữa. Dạ, vậy thôi chị. À này, cô có nhắn gì bà Mão không? Dạ không chị, cảm ơn chị. Thế nào anh bạn trẻ? Mấy ngày qua tình hình sinh hoạt ở Hà Nội thế nào? Ngoài kia, Việt Minh tuyên truyền rằng chúng tôi thiếu rau, thiếu gạo vì các đội bảo vệ kinh tế địch của các ông phải không? Các đội bảo vệ kinh tế hoạt động không tồi, nhưng phải thừa nhận rằng các ông đã có phương tiện tiếp tế tốt hơn. Ít ra anh cũng khen chúng tôi được một điều. Xin cảm ơn vì sự thành thật của anh. Nhưng tình hình trật tự trị an ở thành phố thì lộn xộn quá. Hôm trước tôi và ông Thái đang yên dị trong một ngôi nhà hát ả đào mà vẫn bị đám lưu manh tới kiếm chuyện. Đi với ông Thái còn lo gì? Nhưng nếu tôi không đi cùng với ông Thái và những người lạc lõng như tôi đi vào đây, thì thử hỏi liệu có an toàn tính mạng không? Phải thừa nhận tình hình an ninh ở thành phố này quá ư rối ràng. Nghe đầu ông giám đốc công an Bắc Việt Nguyễn Đình Tại chỉ lo bảo vệ mấy vị trí quan trọng như dinh thự hiến, trụ sở đại đài Việt và một vài vùng có người Pháp ăn ở vui chơi đã bỡ hơi tài. Xem ra cảnh sát trong vùng này thua xa công an Việt Minh ngoài vùng tự do. Ông đang tuyên truyền Việt Minh đối với tôi à? Không, tôi chỉ nói sự thật. Nghe ông Thái nói, ông đã đi kháng chiến lâu rồi mà vẫn chưa được vào đảng. Tại sao thế nhỉ? Tôi là đảng viên cộng sản rồi mà. Còn lâu ông mới là đảng viên cộng sản. Ông tự do, thoải mái, sinh hoạt tùy tiện. Còn đảng viên cộng sản, họ nói năng có quy tắc, nêu mặt này, xét mặt khác, thận trọng lắm. Xem ra ông cũng hiểu nhiều về những người đảng viên cộng sản đó. Đảng viên cộng sản có vẻ khắc khổ, còn ông chỉ thích vui chơi, ăn ngon, mặc đẹp. Xin lỗi, tôi nói là thích tí ti thôi. Nhưng dù là thích tí ti cũng không phải là đảng viên cộng sản. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng các ông thu phục được một người cộng sản trở về thì mới có giá trị. Chứ loại người như ông Quỳnh Công và chúng tôi thì có đáng gì để các ông khoe khoang. Ông Trúc làm ơi, nói như người Việt Nam, ông không nằm trong chăn nên biết đâu chăn có rận. Nếu chúng tôi cần khoe khoang thì đảng viên cộng sản chính cống về đầu hàng không phải là không có. Nhưng chúng tôi cần cái thiết thực. Cái thực chất của nền chính trị xứ này đang thiếu. Tiếc rằng ông còn quá trẻ để hiểu ý chúng tôi. Tất cả khó khăn của chúng tôi đều từ sự thiếu thốn ấy mà ra. Alo, cho tôi gặp trưởng phòng tác chiến. Ông Thái, ông Kỷ đến ngay. Tôi gửi ông số tiền này để ông mua quà tặng ông Quỳnh Công và những chiến hữu thân thiết của ông. Mời ông. Mời ông. Đồ của ông ngon thiệt, nhưng mà tôi thích cô nhắc hơn. Ngày mai ông ra ngoài hãy, tôi sẽ có cô nhắc cho các ông.
Mon commandant. Thưa ông. Voici les documents. Đây là quyết định về chi phí cho ông Trúc Lâm. Trúc Lâm. Je vous en xin gửi ông. Ông đọc kỹ văn bản này và nhớ trong đầu, vì văn bản này không mang theo ra vùng Việt Minh được. Cảm ơn các ông. Các ông làm việc rất khoa học và tỉ mỉ. Tôi sẽ báo cáo lại không sót một câu nào với ông Huỳnh Công. Dạ thưa, chúng tôi có mặt ạ. Ông Thái, chuẩn bị ít quà, ngày mai tiễn ông Trúc làm ra ngoài ấy. Dạ. Này, lại nào. Chào tất cả anh em. Chào các anh. Chào các anh ạ. Đếm bia cho. Anh em đi đâu hết rồi? Sao còn ít người quá vậy? Anh em đi tăng gia hết rồi anh ạ. Khỏe chứ? Dạ. Này, sao cái gì mà nặng thế hả anh? Quà của thằng Tây cho anh em mình đó. Uầy, kiếm tiền của bọn Tây dễ hơn anh nhỉ? Không dễ đâu, đổi mạng sống như chơi đó. Bây giờ ông ở nhà lo nấu cơm với thằng Võ, để tôi đi gặp ông Châu Phong báo cáo một chút việc. Anh cứ đi nhỉ, để em nấu cơm cho. Mọi người tập tiếp đi. Em chào anh ạ. Chào. Trúc Lâm vừa báo cáo về chuyến đi. Nhờ tài ứng phó của các cậu mà bước đầu Dupra đã tiên có đại đội của Huỳnh Công, đúng như kế hoạch chúng ta đã định ra. Dạ, thế mà nó vẫn cho người theo dõi Trúc Lâm đấy anh ạ. Càng tốt, phải tương kế tiểu kế, phải làm câu chuyện ngày thêm rắc rối, biến sự không nghi ngờ thành lòng ham muốn. Vâng. Chính vì vậy, cần phải có một lá thư của Huỳnh Công đòi thêm một vài quyền lợi cho anh em chiến sĩ nữa. Vâng. Và phải thay đổi chi tiết trong kế hoạch tập kết sắp tới. Lần này cậu Thái chỉ cần cầm bức thư vào trong đó, cho đến khi nào ấn định được giờ dê, ngày dê thì đại đội Huỳnh Công kéo về. Lúc đó mới cần Trúc Lâm vào gặp Dupra. Sắp tới tôi vào, ông phải tìm cách giao cho thằng Kỷ thay ông dẫn tôi ra ngoài này. Vâng ạ. Em chào thủ trưởng ạ. Anh Trúc Lâm, chúng em mong anh về như mong mẹ về chợ ấy ạ. Sẽ có quà cho cậu đây. Dạ. Thưa chú, ngài Dupra có một món quà biểu đại đội trưởng Huỳnh Công một chai rượu cô nhắc. Thế à? Nếu thế thì báo với Thành Võ thịt luôn con gà liên hoan nhá. Vâng ạ. Ai bánh mì đây? Ai bánh mì đây? Chị tí. Sao em lại? Em bị lạc đơn vị. Lạc Giang húng liều đây. Em vào đi. Để chị ngắm em một chút xem nào. Trông em già và gầy đi nhiều phải không? Không, rắn giỏi và trông xinh hơn. Chị cứ động viên em. Thôi, em đói lắm rồi, chị có gì cho em ăn không? Nhà lại hết đồ ăn rồi, để chị chạy ú ra phố nhá. Em thích ăn gì chị mua? Chị cứ mua cho em bát bún chân giò hay bát phở tái nạm cũng được.
Ông Dư dặn chai rượu này phải tự tay tôi trao cho ông Huỳnh Công. Ông Dupra đúng là một người Pháp mới, một người có nhãn quan mới về vấn đề Việt Nam. Ông ấy quen sống với mấy ông anh hai Nam Bộ nên thoáng lắm. Đấy ông xem, cả một đống quà biếu từ cấp chỉ huy trung đội trở lên. Hay là mình bỏ lại một ít. Tôi sợ mang nhiều như vậy ra ngoài kia đụng mấy ông bao dây kinh tế địch, bị tịch thu là cái chắc. Ôi giời, sợ cái quái gì. Mấy lần đại ca Thái mang hàng ra ngoài đấy, có vấn đề gì đâu. Sao hôm trước nghe ông Thái nói mấy lần bị dồ, phải bỏ của chạy lấy người. Thì cùng lắm phải làm theo cách ấy. Theo kinh nghiệm của ông Thái thì phải trà trộn vào đám buôn chuyến, để bọn bao dây gì đó khó phát hiện. À mà bây giờ ông để đấy đi, tôi sẽ dẫn ông đến một chỗ ăn chơi tàn bạo bậc nhất đất Hà Thành. Ở đấy toàn các em 17, 18 đẹp như trong mộng. Để khi nào đón được ông Quỳnh Công rồi đi luôn. À hay là như vậy, tôi phiền ông chở tôi đến một chỗ. Chỗ nào? Hồi tôi còn là sinh viên trường y, thỉnh thoảng có một cô bạn gái Hà Nội hẹn tôi ra đó. Được thôi, thế sao không đến nhà cô ta luôn? Cũng như tôi, cô ấy đi theo kháng chiến mấy năm rồi. Bây giờ ông là dân dinh tê, đừng dính dáng gì đến mấy người kháng chiến, phiền cả đôi bên. Ông nói đúng, nhưng khổ một nỗi, cô ta là tiểu thư khuê cát, đàn giỏi, hát hay, mới làm khổ con tim của tôi chứ. Tiểu thư khuê cát à? Mà nhà phố nào thế? Phố Hàng Bông Nhượng. Cô ấy là em gái của luật sư Vũ Văn Miễn, ông có biết không? À, chà chà, ông quen với cả em gái ông luật sư ấy à? Này, dẫn tới đi, có cơ hội tiến thân đấy. Thôi, chuyện đó để bàn sau nha, bây giờ chúng ta đi. Em à, có lẽ anh phải xin nghỉ học. Sao lại nghỉ? Anh từng nói việc học của anh cũng là nhiệm vụ cơ mà. Đúng là nhiệm vụ. Anh xin được ra mặt trận đánh nhau với bọn Tây, gia nhập lực lượng công an để mà trừng trị bọn tào tưởng.
bắt cóc sát hại đồng bào đồng chí mình ở thành phố này. Anh nói nhỏ thôi, xung quanh đây mật thám răng đầy đấy. Anh chẳng sợ, hồi còn là thanh niên tự vệ ở Sài Gòn, anh đã từng rải truyền đơn, chuyển tài liệu ngay trước mặt bọn mật thám để nắm đính tay. Nhưng hồi đó anh còn có đồng đội ở bên cạnh, còn ở đây chỉ có mỗi mình em, bảo vệ anh sao nổi. Vì em không bảo vệ được anh nên mới xin nghỉ học để có thêm đồng đội. Anh mà nghỉ học, em cũng xin nghỉ học luôn. Hả? Em nói thật chứ? Đã bao giờ em nói đùa anh về những chuyện hệ trọng như thế này chưa? Em nghỉ học rồi em sẽ làm gì? Em sẽ ra chiến khu theo kháng chiến. Trời, em mơ mộng quá. Em là một tiểu thư khuê cát, quen sống trong nhung lụa, theo kháng chiến sao được? Vậy là anh chưa hiểu hết em rồi. Anh nghĩ chỉ những người như anh mới yêu nước thôi sao? Trước mắt em sẽ vào trong ấy làm y tá theo các đoàn quân ra mặt trận. Ôi, ta sẽ là cánh chim tự do trong đàn chim Việt. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã có mặt. Cậu về rồi đấy à? Ngồi xuống đi. Dạ. Sao? Tình hình trong thành thế nào? Mọi việc ổn cả chứ? Dạ, mọi việc đã hoàn tất. Em đã gặp cô Kiểm và dặn dò cẩn thận, đúng như lời anh bảo ạ. Tốt. Trên đường về đây có bị ai theo dõi không? Dạ, không ạ. Em cẩn thận lắm rồi, thủ trưởng cứ yên tâm. Nghề điệp báo là phải luôn đề cao cảnh giác. Như vậy là mọi việc đều theo đúng kế hoạch. Cậu dặn anh em tiếp tục triển khai kế hoạch tiếp theo nhé. Nhưng nhớ là phải làm cho thật vào thì bọn Pháp nó mới tin. Anh yên tâm, bọn em đã tập dượt rất kỹ rồi ạ. Ngày mai thằng Kỳ sẽ dẫn Trúc Lâm đi. Phải tìm cách dọa cho nó một trận, cho nó sợ thì nó mới tin. Thôi, cậu về nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Dạ. Em chào thủ trưởng. Kia từng có mấy ông bao vây kinh tế địch của Việt Minh, đi đông thế này dễ lộ lắm. Này, phủi phui cái mồm cô đi. Sao nói thế, em cứ lo xa thế. Chị em mình đứng lại cho họ đi trước xem sao. Cái cô này buôn có bạn bán có phường, cô chỉ được cái khôi vặt thôi đấy. Nè, chị kia nói đúng đó, hay là tôi với ông đi thụt lùi ra phía sau. Ôi giời, đàn ông đàn an gì mà hèn thế. Thôi được rồi, tôi với cô đi trước. Vâng, đi đi. Mình đi. Ừ đi. Ta đi. Đi nhanh lên. Tất cả đứng lại. Ôi trời ơi. Đứng lại. Đi. Đứng im. Tất cả đứng im. Cho tôi kiểm tra hàng hóa. Chúng tôi là dân đi làm thuê làm mướn. Các ông là ai mà tự nhiên khám xét? Là ai à? Là chiến sĩ của đội bao vây kinh tế địch. Tại ông này này, dám báo cổ người đã chết, họ báo oán cho mà biết. Nếu muốn chứng minh mình là người làm thuê làm mướn, đổ hết hàng hóa trong tay nải ra. Các đồng chí, làm nhiệm vụ. Rõ. Tôi không có gì đâu mà. Đến nó đây. Đến đây. Cái gì đây? Những thứ này mang đi đâu? Anh ơi, em có ít hàng hóa lèo tèo, tha cho chúng em nhé. Có thể tha, nhưng số hàng hóa này sẽ bị tịch thu. Các đồng chí, đưa ba cô gái về trụ sở, trói tên này lại. Ôi trời ơi, tôi xin các ông. Ôi trời ơi, các ông mà thu thì các con tôi chết đói. Tôi xin các ông. Ôi.
Ông cần gặp ai? Tao vừa vùng Việt Minh trở về. Vào đi. Nào, vào uống ly rượu tẩy trần rồi hãy nói. Nếu không có ông Trúc Lâm thì chắc tôi đã chết bởi mấy tay Việt Minh rồi. Bình tĩnh đi, kể lại câu chuyện sao nào. Chúng tôi vừa vượt qua vành đai trắng thì ở một ruộng ngô bên đường, Việt Minh cứ như ở trong lòng đất chui lên. Ông Trúc Lâm quả là một tay hảo hán. Chắc giờ này ông ấy đang phải chịu cảnh đòn roi tù ngục khổ sở lắm ạ. Tôi thấy mình thật có lỗi. Tại sao tôi không chọn thời điểm khác? Hãy chuyển giao cho người khác, đem số quà biếu cho đại đội của ông Huỳnh Công nhỉ? Tối hôm qua, chính ông Trúc Lâm cũng nói với tôi về vấn đề lo ngại đó. Nhưng tôi nghĩ về bổn phận của mình, nên vẫn bắt ông ấy phải gói ghém bằng hết số hàng hóa. Để mất một tài hảo hán người Nam Bộ như Trúc Lâm, thật là tiếc. Alo. Gọi ngay ông Thái đến đây cho tôi gặp. Báo cáo chỉ huy, bắt được một tên của một tên trốn thoát ạ. Được rồi, chỉ cần tên này và đống hàng hóa kia cũng đủ đưa chúng nó ra tòa án. Chị này đứng dậy. Lời ủy quyền cấp trên, tôi tuyên bố như sau. Anh này, hàng hóa toàn là đồ xa xỉ, hàng quốc cấm, chúng tôi sẽ tịch thu. Đồng chí Cường. Có. Đưa họ ra vườn rau tăng gia của đơn vị. Rõ, đi. Nhưng mà chúng em đói rồi, có gì cho chúng em ăn đã. Cứ ra ngoài đấy làm việc, giờ giải lao sẽ có người mang khoai lang ra mà lót dạ. Đi, nhanh lên. Đội trưởng vào vai hay quá. Hồi còn học tú tài á, tôi đã từng tham gia đội kịch của nhà trường và đã từng vô vai một cô gái đó chứ. Lần diễn màn kịch vừa rồi, chắc hẳn Rui Pra sẽ mê đội trưởng hơn là ông Thái. Anh uống nước đi. Chỉ cần thằng Kỷ mê là được. Sao lại thế này? Đại ca, em vừa từ cõi chết trở về. Tôi đi bao lần có sao đâu. Ồ không, không như ông. Chuyến đi này của ông Kỳ có tầm quan trọng đặc biệt, nên nhiều nguy hiểm hơn. Có lẽ để ông Kỳ kể lại câu chuyện, ông sẽ dễ hình dung hơn. Chuyện là thế này. Ah!
đấy. Toàn bộ câu chuyện rủi ro đối với chúng ta là như thế. Nghe ông Kỳ kể, tôi càng thêm thấy cảm tình với Trúc Lâm. Vì thế, tôi giao cho hai ông cùng tìm cách giải cứu ông ấy ra khỏi nhà tù. Thưa thiếu tá, ngài có thể giao cho tôi từ 3 đến 5 nhân viên giỏi võ thuật được không ạ? Ông định giải cứu theo kiểu cổ điển phải không? Vâng, ông Trúc Lâm chỉ là tội phạm về kinh tế. Vì thế việc giam giữ có phần lỏng lẻo. Chỉ cần đêm đến, chúng tôi đột nhập vào, hạ mấy thằng lính canh là có thể giải thoát được cho ông ấy thôi ạ. Đại ca đã biết chỗ chúng giam giữ ông Trúc Lâm chưa? Mà đã tính chuyện giải cứu? Tôi biết chứ, tôi sẽ có cách để biết. Thế đại ca lại tính chuyện trở ra ngoài đó để dò la? Không cần. Việc này không cần tôi và ông phải ra ngoài đó mà vẫn có thể biết đích xác, kể cả tấm bản đồ nơi ông Trúc Lâm bị giam giữ. Đại ca cứ vòng vo mãi, em chẳng hiểu gì cả. Có gì đâu, chỉ cần tìm đến nhà trọ của mấy mụ buôn chiến ấy, cho vài đồng rồi nhờ các mũi luôn. Tuyệt, đại ca quả là đa mưu. Chúng ta sẽ treo giải cho những ai tìm ra nơi giam giữ ông Trúc Lâm thì sẽ thưởng hậu. Lúc đó mấy bà này sẽ bỏ chồng bỏ con đi dò la cho mà xem. Để tiến hành công việc được nhanh chóng, tôi quyết định ông Kỳ đến gặp những bà buôn chuyến. Dạ. Còn ông Thái vẫn phải ra ngoài ấy nắm tình hình. Vâng. Không thể đặt niềm tin vào bọn con buôn. Họ cung cấp cho ta tin giả như trời. Đúng như vậy ạ. Họ nhận tiền của ta, nhưng mà vẫn có thể làm việc cho việc mình, cũng không chừng ạ. Ngoài việc tìm ra nơi giam giữ, ra ngoài đó, ông Thái phải tìm cách lo lót chuộc cho ông Trúc Lâm ra bằng tiền là thượng sách. Việc này khó đấy. Mua chuộc mấy ông Việt Minh Cộng sản bằng tiền còn khó hơn là đọ súng đọ dao. Tôi không tin lại không có người trong số họ chê tiền. Họ đang rất thiếu thốn. Vấn đề là ông tìm ai và đưa bằng cách nào. Mấy năm trước, tôi chẳng đã dùng tiền để quy hàng đám bảy viện đó sao? Ai đấy? Chào cô. Yên tâm mà đóng hàng đi, người quen mà. Sao ông lại tìm đến chúng tôi? Thì hôm trước các bà chả nói, buôn có bạn bán có phường. Thế tôi không mò đến các bà thì mò đến đâu? Buôn bán gì ông? Nhìn cũng biết ông giàu có phong lưu. Chắc là mật thám cho Tây chứ gì. Cái cô này nói năng có ngày vạ miệng đấy. Thì em cứ nói thế thôi. Mà ông có làm cho Tây hay cho ta mà trốn được cái vụ hôm nọ thì chúng tôi cũng phục ông lác cả mắt ra. Chị chả nói, chính vì tôi không chịu cúng bái mấy cái mộ vô thừa nhận nên họ oán. Mà sao ông bạn tôi khấn vái thành tâm thế mà vẫn bị bắt nhỉ? Chẳng qua là ông ấy muốn chịu đòn cứu ông, chứ nếu không á, sức mấy mà ông chạy được. Chị nói đúng, ông ấy đúng là liều mình cứu Chúa. Ông mà là Chúa? Con mà Chúa Sơn Lâm thì có. Nói lỡ mồm, là liều mình cứu bạn. Bây giờ tôi cũng muốn cứu ông ấy, nên mới phải đến đây. Ừ, nói có lý. Nhưng ông định làm gì để cứu ông ấy? Nghe nói họ sắp đưa ông ấy ra tòa rồi. Hả? Chị nghe tin ấy ở đâu? Hôm trước chúng tôi bị đưa vào nhà giam cùng với ông ấy. Chính lão chỉ huy tuyên bố như thế mà. Có vài thứ hàng hóa lèo tèo như tôi còn bị lão tịch thu, rồi bắt phạt lao động công ích một ngày trời, bở hơi tai. Huống hồ là hàng của ông ấy toàn đồ đắt tiền. Thế bây giờ ông ấy còn bị giam ở đấy không? Chẳng giam ở đấy còn đi đâu được. Này, chị ra ngoài tôi nhờ một tí. Nhờ thì nhờ, sao phải nắm tay? Chị ở đây trông thấy về mách với bố thằng cu nhà tôi á, có mà ông tẩn cho vải trận gì ở nhà luôn. Này, cầm lấy. Lần này ra ngoài đó, cố tìm hiểu xem bạn tôi còn bị giam ở đó không. Nếu còn thì bảo tôi cảm ơn và đang tìm cách để cứu ông ấy, thế nhá. Thì tôi chịu. Tôi mà vào đấy á, lại bị tịch thu hàng hóa như lần trước ấy à? Ngu thế. Vào đấy thì mang hàng hóa làm cái gì? Không mang hàng hóa để đàn con chết đói à? Thế thì tôi mới phải cho cô tiền. Thế nhưng vào đấy, nhỡ có người hỏi thì biết nói thế nào? Thì cứ nói là vào xin lại chỗ hàng hóa hôm trước đã bị tịch thu.
Có thế thì mình cũng... Ông mưu mẹo ghê cơ. Nhưng mà tí tiền này, chả bỏ. Thì hôm nào ra đây, anh lại thưởng cho, thưởng lớn. Trong túi còn đồng nào không? Thưởng trước đi. Đúng là cái đồ con buôn, lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Đây, tiền đây. Không vì những đứa con thơ và ông chồng dại á, ông có cho em cả bị tiền em cũng chẳng làm cái công việc mật thám ấy đâu. Nói năng cho cẩn thận, tù mọt công đấy. Đây, nói với ông ấy là cũng phải nghĩ cách để chúng tôi sớm cứu ông ấy ra khỏi nhà giam, nhớ chưa? Nhớ rồi. Khiếp. Nhớ đấy. Này, cô mà quan hệ với lũ người ấy, chúng tôi từ cô đấy nhé. Chị em mình là dân buôn bán, gặp người nào chẳng tiếp xúc được. Nhìn cái mặt thằng đấy, em cứ nghi ngờ thế nào ấy. Nó cho tao tiền, nhờ tao với mày giả vờ đến xin lại hàng hóa bị tịch thu hôm trước. Rồi kiếm cớ hỏi thăm bạn nó, nhắn nghe vài câu. Thế thôi, mất vốn mất lãi gì đâu. Em chỉ đi với chị nốt lần này thôi nhá. Bỏ con mà đi mà. Ra ngoài đó mẹ tìm được ba, mẹ nói ba về với con nha. Mẹ sẽ nói với ba. Con không muốn mẹ đi đâu. Con ơi. Mẹ ơi, con không cho mẹ đi đâu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ ơi, con không cho mẹ đi. Rồi. Ôi giời ơi. Sao thế này? Cô ấy bị cảm rồi. Chị ơi, bị gió. Bà con ơi, có dầu không? Cho tôi một tí đánh cái gió cho cô ấy nào. Có một tí nào. Ôi giời, rõ khổ. Chị ơi. Em không có gì đúng gió rồi. Thế cô bị làm sao? 2 ngày vừa rồi, em không có gì để ăn hết. Rõ khổ. Thế mà cô không nói từ sớm. Nào, mọi người ai có bánh đưa bánh đây, nhanh lên. Nước, cho cô ấy xin hớp nước nào. Đây đây, nước đây. Rõ khổ. Nào. Chắc là em không về được với con em nữa rồi. Đừng có nói gở. Mà cô cũng khái tính lắm cơ. Nếu không có tiền thì xin vào hàng quán nào mà làm để kiếm vài hào chứ. 2 ngày vừa qua ở Hà Nội, em cũng đã thử đến hàng quán xin rửa chén, xin làm tất cả mọi việc, nhưng người ta không cho.
Sao không xin người ta bát cơm cháy mà ăn tạm? Con bé này nói hay nhỉ. Cô ấy đi với chị em mình từ sáng đến giờ, cô còn chẳng thèm há mồm ra kêu ca mà cái gì. Bây giờ lại nói đi ăn mày. Thôi, khí khái gì thì bây giờ cũng phải nghĩ đến bản thân mình và con chứ. Đúng rồi. Này, đây, hồi này buôn bán vất vả khó khăn lắm. Thôi cầm tạm mấy đồng đi đường mổ uống nước. Dạ thôi, chị lo cho em như vậy là tốt lắm rồi. Ôi giời, cùng cảnh đàn bà với nhau mà, cơ hàn bần hàn vất vả có nhau. Thôi, cô cứ cầm lấy cho chúng tôi vui mà. Đúng đấy, cô đấy. Cầm lấy đi. Sau này vào trong ấy làm ăn khá giả nhé, thì gửi giá cho chúng tôi cũng được. Thôi, cô cất đi cho chúng tôi yên. Ê, cô cứ cầm lấy. Thôi đi các bà ơi. Đi thôi, muộn rồi. Nào, đứng lên đi. Để tôi đỡ một tay cho nào.